Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh youtube Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 54 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha Trước khi bắt đầu nội dung của tập 54 chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì tà túy ở núi Càng Dương Do đã bị trần tờ khúc vào trong cái miếu nhỏ biến bọn chúng thành thần thai, Trà tấn thề thảm cho nên dần dần tà túy đều đã tự bỏ đi Hoặc là tự biến thân mình thành mẹ bảo hộ Để hướng dụng nhan khói của bách tánh Bọn họ đã không còn làm tà túy nữa à, Trong một cái ngày này Tại he kiều loan Trấn, Trường tư thuộc của phố lưỡi sinh đã khai trương Mời trần thực tới Trong lúc này thì lại có một con dao lông Gây ẩm ỉ ở kiều loan Trấn, để bị Trần Thực dùng đồ long thuật cho Gia Gia dạy Giết chết cái con dao long này nhưng mà cái trận đại hồng thủy do cái con giao lông này gây nên cũng đã khiến cho hàng ngàn người đã chết đuối, thi thể đầy sông. Trần thực theo cái con sông đi lên thượng nguồn, thì trong lúc đi tới một cái bãi tha ma đó, thì phát hiện có con cháu của nghiêm gia. Cái nghiêm gia này là gia tộc của nhị phu nhân Lý Tường Phủ, nhị phu nhân của Lý Tường Phủ đang tu điện một cái môn ma công gì đó. Cái đầu bay lên gì đó, ghê lắm. Rồi, sau khi mà Trần Thực để lại cái lời đe dọa cho cái đám con cháu nghiêm gia này á, thì hắn cũng đã bỏ đi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 54 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. À, các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. đám người nghiêm vinh dọc theo sông Đức Giang, phóng ngựa chạy xuống Hạ Du. Lần này đi lạc, chính là giao long mà tiểu thúc nghiêm vĩnh tư nuôi dưỡng sắp lột xác. Từ trong dưỡng long kỳ của huyện Vũ Cát chạy ra, dọc theo sông mà đi xuống, phát hồng thủy diệm chết một số dân chúng sống dọc theo sông để hút hồn, luyện công. Tiểu thúc nghiêm tĩnh tư Chuyện tới lôi huyện cũng đã 10 năm. Rất là thích giao long này đặt tên cho nó gọi là thượng thiện lấy cái ý tứ từ thượng thiện nhược thủy hy vọng là dâu long này có thể lĩnh hội được lòng thượng thiện nhược thủy yêu dân như con của tiểu thúc chỉ là cái tên thượng thiện của dâu long này mặc dù là tốt nhưng mà tinh nghịch bướng bỉnh cái sự tình tẩu dâu mấy năm trước cũng đã từng xảy ra tiểu thúc vì vậy nên rất là tức giận đã răng dậy thượng thiện rất lâu vẫn là cái đám người nghiêm vinh tìm mọi cách khuyên bảo Là giả bộ làm cái mặt xấu xí để chọc cười tiểu thúc Lúc này tiểu thúc mới chuyển giận thành vui Không có tiếp tục trách phạt thượng thiện nữa Dâu Long thượng thiện cũng bởi vì vậy mà có quan hệ khá tốt với cái đám người nghiêm vinh Thường xuyên dùng nội đan giao lông mà mình luyện thành trợ giúp bọn họ rèn luyện nhục thân thần hồ Luyện thể phách mài chân khí hơn nữa còn truyền thụ đạo pháp cho bọn họ bọn họ cũng bởi như vậy mà thu hoạch được lợi ích không nhỏ quan hệ với dầu lòng lại càng lúc càng tốt hơn dầu lòng thượng thiện mỗi năm lột xác một lần kỳ thật là đang tu luyện kim đan cửu chuyển mỗi năm chuyển một lần năm nay là năm thứ chín lần này sau khi cửu chuyển kim đan thành thục là có thể hái đại dược trồng kim đăng, sinh mầm vàng đem nguyên anh lột xác hóa rồng chị hey, kim đăng cứu chuyển của thượng thiện thúc bởi vậy tổ dâu lần này cực kỳ quan trọng tiểu thúc cũng làm mắt nhắm mắt mở tùy ý để cho nó chạy ra khỏi dưỡng đông trì chính là gì để cho nó tu thành kim đăng cứu chuyển lột xác thành rồng á à? nghiêm vinh đò đắng nói lúc trước tổ giao sau khi thượng thiện thúc lột xác xong thì sẽ trở về. lần này lại chậm chạp chưa về, không khỏi làm cho người ta lo lắng. nhưng mà nó chạy không trở về nữa, không phải là phụ lòng khổ tâm bồi dưỡng mấy năm nay của tiểu thúc sao? nghiêm thanh cười nói, hơ, 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 nghiêm dinh ca, người quá cẩn thận rồi. thượng thiện thúc vốn là có một chút ngang bướng không nghe lời, nhưng mà mấy năm nay ở chung đã sớm coi chúng ta là thân nhân rồi. nếu mà nó muốn đi, thì mấy lần tẩu giao mấy năm trước đã đi rồi. Nó nó lưu lại không chỉ là vì quyền vũ các chúng ta có công pháp giao lông, có thịt linh thú nuôi dưỡng, mà còn là bởi vì tình cảm tốt với chúng ta nữa, tự như là người một nhà vậy. Nghiêm phóng, nghiêm sốc đều gật đầu trong lòng đồng cảm. Mọi người vung rôi thúc ngựa, chạy qua từng thôn trang. Tất cả đều là phế tích lưu lại sau khi bị nước lớn nhấn chìm. Bọn họ không có dừng lại mà tiếp tục đi xuống hạ lưu. Nghiêm phóng đột nhiên nói Chàng thật vừa rồi Thật sự là 10 năm trước đã chết một lần rồi Rồi lại 2 năm sau mới sống lại hả Chết lâu như vậy Còn có thể sống lại sao Nghiêm thành, nghiêm sốc Cũng có cái vấn đề tương tự Không khỏi nhìn về phía nghiêm vinh Nghiêm vinh là con cháu nghiêm thị Xuất sắc nhất trong huyện Vũ Cát Rất là được con cháu Tôn thất kính trọng Hơn nữa kiến thức rộng rãi luôn luôn có chủ ý. Chân thực, đương nhiên là chết rồi sống lại. Nghiêm Vinh ngồi ở trên lưng ngựa, nói Đại nhân dân ở Tây Kinh nghe nói tới cái chuyện này rất là sợ hãi. Chính là nghiêm gia lão tổ trong nội các cũng đã nhiều lần vận dụng thiên lý âm tính phù liên lạc với tiểu thúc, ra lệnh nhiều lần để cho tiểu thúc nghiêm mặt giám sát ông cháu càng nhận đô cùng với chân thực. Không được lời biến. Hân cảm khái, nói Hey, tiểu thúc ở nghiêm gia Giống có hết tiền đồ quy quàng Nhưng mà cũng bởi vì hai ông cháu người này Mới bị điều xuống quyện lôi làm quyền lệnh hey, toàn cả cái đã 9-10 năm rồi Thanh Xuân đi bị lỡ làng Nghiêm dịnh ca Thực lực của trần thực thế nào hả Thật sự là có bị phóng đại như là lời đồn ngoài kia không vậy Nghiêm phóng Nói Vừa rồi ta giao thủ với hắn Còn chưa thi chuyển bản lĩnh Đép hắn chạy chối chết rồi Hắn không giống như là có thực lực đánh chết tặng tiên sinh Mọi người nhao nhau, nhau gật đầu Nghiêm thành nói Tiểu quỷ này còn cần gỡ như vậy Dùng cái sự tình giết chết biểu đệ Lý Thiên Tú Tới uy hiếp chúng ta Thật sự là sẽ lập tức giáo huấn cho hắn một trận ngay tại chỗ đó Nghiêm Vinh cười Nói <cười> Các ngươi đều là tu sĩ Lòng dạ phải thoải mái một chút Trần thực không đáng lo Thật sự lợi hại Chính là gia gia của hắn Trần dần đô hey, đó là một nhân vật kể cả tây kinh cũng sợ hãi trần dần đô nếu mà chết thì trần thực chính là cái con kiến hôi bị ta và ngươi một cước sẽ đạp chết tức thì nhưng mà nếu trần dần đô chưa có chết thì trần thực cho dù ở trước mặt của ta tát ta hai ba cái ta cũng sẽ không dám đánh trả đấy <laughs> nghiêm dịnh ca thật là tốt bụng à nghiêm sống cười nói đổi <laughs> lại là ta nhất định sẽ nhịn không được mà tới giết chết hắn rồi cùng lắm thì tự sát tạ tội một mảng đời một mảng vậy <laughs> Mọi người cười cười Nói nói Đi tới kiều loan trấn Chỉ thấy dân trấn khiêm quốc sẻn Đều đang đi về hướng hạ lưu Bọn họ cũng đi theo Khi tới thì đã thấy các bên bờ Chỗ khúc cua sông Đức Giang Khắp nơi đều là thi thể trắng nõn Bị ngâm tới xương phụ Dân kiều loan trấn đang đào hố ngay tại chỗ, dự định là thừa dịp trước khi chăn sáng thì an tán những thi thể này. Đám người nghiêm vinh trong lòng cãi kinh. Hả? Sao? Sao lại có nhiều người chết như vậy chứ? Nghiêm thành tiến lên hỏi thăm, nhỏ giọng, nói. Những thi thể này là người chết đuối. Nghe nói là bị một con trồng vượt qua sông kéo xuống đáy nước, giấu ở chỗ này. Ta vừa nghe lập tức biết là Thượng Thiện Thúc làm rồi. Nó thích giấu đồ Nghiêm sống sắc mặt chợt biến Nghiêm dịnh cả Nhiều người chết như vậy Nếu mà náo loạn lên Thì có liên lụy đến tiểu thúc và cái con đường làm quan của chúng ta không vậy Trong đồng mọi người nặng trịch Hơn một ngàn mạng người Nếu là bị cái người có tâm lợi dụng vạch trần nghiêm gia bọn họ Chứ sợ là cho dù nghiêm các lão Cũng đè xuống không nổi Đại Minh vẫn còn có vương pháp Nghiêm Vinh lấy lại bình tĩnh Nói Không phải là chết đứa năm nay Mà là chết đứa rất là nhiều năm Tích lũy tại cùng một chỗ Mới có nhiều như vậy Thượng thiện thúc không có tàn bạo như vậy đâu Mọi người, mọi người không nên quản hốt Chứ tiên là tìm kiếm được tung tích của thượng thiện thúc rồi nói sao vậy Bọn họ dọc theo sông đi xuống Không bao lâu thì đã đến nơi thi thể giao long được phát hiện Cái số người vây xem long thi rất là nhiều người cửa hương chấn phụ cận mộ danh mà tới vây quanh lông thi chật như là nêm cối bọn họ thật là vất vả chen tới trước lông thi nhìn thấy thi thể dâu long đầu thân mỗi nơi điều tự thay đổi sắc mặt đợi cho tới khi nhìn thấy phụ lục khắc dấu trên sườn trồng thì sắc mặt lại càng tái nhợt như đất là là thượng tiện thúc mấy người liếc nhau đi ra khỏi đám người nhỏ giọng nói Tiểu thúc nuôi cái con dao này Không có dễ dàng Vẫn là luôn dùng thịt ngon Linh đan thảo mộc tốt để hầu hạ, Ăn còn ngon hơn so với chúng ta nữa Tiểu thúc nếu mà biết thượng tiểu thúc chết ở chỗ này Nhất định là thương tâm tới chết Thượng tiện thúc sao chết vậy Nghiêm sống nói Nó là dao lông Thực lực không phải chuyện đùa đâu Coi như là nguyên anh cảnh cũng không bắt được nó Làm sao mà bị người ta chặt đứt cái đầu Chết oan chết ủ như vậy chứ sắc mặt mọi người ngưng trọng có thể dùng một kiếm chém đứt đầu rồng cái loại thực lực này đáng sợ đến cỡ nào bọn họ hỏi thăm chung quanh chẳng may chóng đã nhận được tin tức mỗi người đều lại có cái vẻ mặt cổ quái cởi ngựa đi tới cái cây cầu vòm đá ở kiều loan trấn nghiêm phóng bất chấp kinh thế hải tục cái đầu bay lên bay xuống dưới cầu há miệng cắn chưa kiếm đồng tháo xuống cái chui chạm lông kiếm người trong trấn đại bộ phận không ở trên trấn mà đều đã đi xuống dưới vây quanh cái chỗ chôn thi thể không ai quan tâm tới bọn họ mọi người đánh giá cái chuôi kiếm đồng này chỉ thấy kiếm đồng tạo hình cổ xưa hắn là kiểu dáng thời tần hán hiện giờ rất ít người lại dùng đến cái loại kiếm này kiếm đã mở lưỡi trên thân kiếm có chu sa cùng với máu hát cẩu lưu lại hoa văn kỳ lạ thấm vào trong thân kiếm bằng đồng nghiêm phóng bẻ thân kiếm ra tính chất rất là mềm rất là khó tưởng tượng được cái chuôi kiếm đồng này làm sao có thể chém giết một con dao lông khổng lồ như là thượng thiện được nghe người phụ cận nói là một phù sư tên là trần thực đã luyện thanh kiếm này dùng trăm đồng tiền để chế tạo ra một thanh kiếm đồng treo ở trên cậu chém giết thượng thiện thúc á nghiêm sống nuốt nước bọt lại làm ẩm cổ họng có một chút khô cái cái trần thực này Chính là chân thực mà chúng ta vừa mới nhìn thấy sao Nghiêm Vinh không khỏi nhíu mày Nói Ta đã nghe nói qua Luyện pháp trảm lông kiếm Phải dùng tới trăm đồng tiền Những đồng tiền này đã trải qua tay của vô số người Dính dương khí của thế nhân Là bảo vật trừ tà trời sinh Đem mấy cái đồng tiền này tập hợp lại Rèn luyện thành thanh kiếm Lại phụ thêm mật lục đạo môn Là có thể chém chết được giao lông Tương chuyện ở thời đại đường thường có đạo nhân phùng mệnh lệnh của hoàng đế và các tiết độ sứ treo chạm long kiếm này ở chỗ yếu địa của cửa sông khi đó ở các nơi thần châu đều có phong ấn long dương tránh cho long dương tới cửa hoặc là đi tới địa phương khác làm ác cho nên mới treo kiếm này lên Mất quá từ thời đại đường cho tới nay đã qua không biết là bao nhiêu năm rồi chạm long kiếm đã sớm thất lạc lông rồi mới đúng chứ hắn dừng lại một chút nói không phải là trần thực lợi hại mà là chảm lông kiếm lợi hại chỉ cần hiểu được thủ đoạn luyện chế thì bất kỳ phụ sư nào cũng có thể luyện chế bảo vật này thủ đoạn luyện chế chảm lông kiếm hơn phần nữa là trần vật đô đã truyền cho trần thực không ngờ là hại chết thượng thiện thúc à. nghiêm thanh vội vàng nói nghiêm Vinh ca Cần thực luyện chảm lông kiếm giết chết thượng thiện thúc cái khoản thù này nghiêm vinh chần chờ một chút nói cái việc này đương nhiên là không thể cứ như vậy mà bỏ qua Mà quả chúng ta cứ về lôi Quyện trước Đem cái việc này nói cho tiểu thúc Xin tiểu thúc định đoạt Mọi người đồng ý nhau nhau lên ngựa Đi thẳng đến lôi huyện Nghiêm thanh đột nhiên nói Chúng ta gặp trần thực ở Nghĩa Trang Hắn hình như là đi tới lôi quyện Nói công chuyện có thể gặp hắn ở lôi quyện á Trần thực mang theo hắc hoa, Theo cái dấu vết lũ lụt ven đường Đi lên thượng nguồn không bao lâu sau lập tức đi đến huyện thành Lôi huyện Lôi huyện nằm ở bờ sông Sau lưng chính là một mỏ đá to lớn Kim cương sơn mạch phía sau mỏ đá So với cạn dương sơn mạch còn muốn lớn hơn rất là nhiều lần Bóc quá đỉnh núi tròn gồ ghề Phần nhiều là núi không lớn Không có dày đặc như là cạn dương sơn Giữa núi và núi có nhiều hồ nước Sông Đức Giang xuyên qua sơn mạch Nói liền từng cái hồ nước Ở đây Khai thác vàng rất là phát triển. Các mỏ đá được thành lập cũng bởi vì đào được mỏ vàng. Bên hồ nước với bên sông Đức Giang cũng thường xuyên có thể nhìn thấy người ta khai thác vàng, đầu đội nón che nắng. Trần tực một đường đi tới ở bên ngoài thành, nhìn thấy hai người khai thác vàng đang tranh đấu. Một người trong đó dùng tứ ngõ chạm tà kiếm cắt đầu của đối phương, lấy vàng của đối phương đào được nhét vào trong túi của mình. Ừ, bà Tử cứ như là ngươi không nhìn thấy gì cả cái người khai thác vàng kia nhìn thấy trần thực mắc lộ ra hung quanh muốn động tủ giết người lại thấy trần thực tuổi còn nhỏ không muốn giết tiểu hài tử cho nên để ép và nón cúi đầu vội vã rời khỏi trần thực thì đi tới bên cạnh cái người khai thác vàng đã chết kia nhìn một chút phớt tay một đạo kiếm khí chém trên mặt đất nhấc lên một mảng lớn thổ thạch đem thi thể chôn vùi rồi lại tiếp tục đi về phía trước qua không lâu hắn mang theo hắc hoa tiến vào trong quyện thành lôi quyện quyện lôi khác với quyện tân hương quyện tân hương có thể nhìn thấy rất là nhiều tiểu thương bán sơn sản phần lớn là hán tử từ nông thôn kèo đèo lội suối đi tới quyện thành mà nơi này tùy ý có thể nhìn thấy được chính là người khai thác vàng dội giả thường thường là mặc áo khoác ngắn bằng vải bố hiện ra bóng loáng dưới ánh sáng không biết là đã bao lâu rồi Chưa có tắm rửa Làn da của người khai thác vàng Cũng bị phơi nắng bóng loáng Đen đen đỏ đỏ Cả người đều là cơ bắp Rất là cường tráng Chàng Thực đi tới một quán trà ngồi xuống Hỏi thăm tin tức của người hầu trà Cái người hầu trà cười Nói <cười> Những cái người khai thác vàng này Phần lớn là thư sinh Có vài tú tài có công danh Nhưng mà cho dù thi đậu tú tài thì sao chứ không tìm được việc làm còn không phải buộc đi đào đất sao bọn họ liền cởi áo dài túi tài ra thay cái áo ngắn đi đãi vàng rồi hớ một bên chăm trà một bên thì nói khách quan đừng thấy cái bộ dáng bọn họ thô lỗ nha nhưng mà xuất khẩu thành thơ đề bút liền có thể viết ra cái sách luận dài cho ngươi đó mua dân mua mực không thành vấn đề đâu trên thực nhẹ nhàng gật đầu nói trong kiện của chúng ta có biết nhà ai nuôi rồng không hả? Ta ở trong núi có đánh chết một con linh thú Muốn đem đi bán kiếm tiền ừ, Nuôi rồng hả? Chỉ có nghiêm quyền lệnh Trong nhà có nuôi một con dao lông thôi Người hầu trà nói giao lông nhà bọn họ đặc biệt lớn Ăn cũng nhiều nữa Thường thường đi tới chợ mua thịt linh thú Nửa đêm còn có thể nghe được tiếng rồng kêu Gần giống như là tiếng bọ kêu vậy Nhưng mà hùng dĩ gấp mấy chục lần lận Chẳng đến lòng ngực cúng ông ông luôn á trần thực uống trà cảm thấy trà không ngon lại xin người hầu trà một đĩa trái cây và thịt khô thịt khô thì cho hắc hoa ăn còn tự mình thì ăn trái cây đợi tới khi ăn xong trái cây hắn cũng hỏi thăm được cái tên của quyền lệnh lôi huyện tu vi thế nào ở nơi đâu trong nhà có người nào trần thực trả tiền đứng dậy đi ra bên ngoài cái người hầu trà thu dọn bàn trà xong nói với trưởng quầy kẻ thù của nghiêm quyền định tới tiểu ca vừa rồi hơn phân nữa là tới trả thù hỏi rất là cẩn thận ngay cả trong nhà có mấy người cũng hỏi luôn trưởng quỷ nói vậy ngươi có trả lời chưa hè hey, trả lời rồi trưởng quỷ kia dậm chân nói ngươi á à, ngươi là hại người rồi cái tiểu ca này đi trả thù làm sao có thể là đối thủ của người ta chứ cẩn định sẽ làm thịt cho giao long nhà quyền lĩnh rồi hắn đuổi theo ra khỏi quán trà. Đã thấy Trần Thực và Hắc Oa đã biến mất trong đám người, không khỏi đen mặt trở về quán trà, hung hăng trợn mắt nhìn cái người hầu trà vài lần. Người hầu trà cũng ủy khuất, không dám cãi lại. Trần Thực đi tới bên ngoài huyện nha, quan sát bố cục huyện nha, vòng vo một vòng, ánh mắt dừng ở trên vạn hồn phiên phiêu phụ giữa không trung. Vạn hồn phiên của tuyển Lôi tung bay trên không trung. Trong vạn hồn phiên của huyện Tân Hương không có vạn hồn, chỉ có hơn 8.000 quan hồn, còn chưa có luyện thành. Nhưng mà vạn hồn phiên của lôi quyển cũng đã luyện thành rồi. Trong cái phiên này tuyệt đối không chỉ có vạn hồn, cái số lượng chỉ sợ là còn nhiều hơn. Cái bảo vật này, uy lực cực lớn, trần thực phán đoán một chút, mình căn bản là không ngăn được uy lực của bảo vật này. Hắn đi tới bên ngoài huyền vũ cát, Quyền Vũ Cát là một lâm viên Trong đó có một cái tòa lầu cát xây ở trên giả sơn Có sư thế trừa rắn bay lên Bởi vậy mới gọi là Quyền Vũ Cát Nơi này là một địa phương bồi dưỡng đệ tử của Nghiêm Gia Ở Quyện Lôi, tỉnh Tân Hương Nghiêm tính tư ngày thường bận rộn công vụ Nhưng mà sau khi bận rộn xong sẽ đi tới Quyền Vũ Cát Dạy dỗ con cháu của Nghiêm Gia Trần tự quan sát nửa ngày Phát hiện con cháu nghiêm gia ra vào Cũng không nhiều lắm Trước sau là có 5 người Nhưng mà tu vi thực lực đều không thấp Trong đó có bốn người đã tu thành kim đan Quyện lệnh nghiêm tĩnh tư đích xác giỏi về dạy dỗ rồi Người hầu trà nói Quyện lệnh nghiêm tĩnh tư Khi đi tới lôi quyện đã là nguyên anh cảnh Sau khi tới lôi quyện Nhiều lần nguyên anh xuất khiếu Hiển thánh phóng đại thần quan cái người này ta đánh không lại Hắn suy nghĩ một chút Nói với Hắc Hoa Quyền vũ cát Có rất là nhiều cao thủ Hơn nữa phòng bị xâm nghiêm Ta không có giàu được Ta chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi Ta không thể đối phó với nghiêm tĩnh tư Dù được là nghiêm tĩnh tư Hay là dạng hồn phiên Đều là hung ác vô cùng Trên lệch quá lớn cho dù trần thực tu luyện đến kim đan nhị phẩm Nhưng chỉ cần đối phương hơi đụng vào Chỉ sợ là lập tức có thể lấy đi tánh mạng của hắn Trần thực xây người Chuẩn bị rời khỏi Lúc này chỉ nghe một tiếng cười to Chuyện tới <laughs> Nhân sinh hạ sử bất tương phụng Trần thực lão đệ lại gặp mặt rồi Trần thực nhìn lại Đã thấy cái đám người nghiêm vinh nghiêm phóng Thả người xuống ngựa Cười to đi về phía hắn Ha, 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 ha. trần lão đệ nếu đã tới quyền vũ cát của ta hắn có thể thừa hứng mà tới mà mất hứng đi về chứ nghiêm vinh đưa tay mời cười nói ha, 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 ha. không biết là trần lão đệ có thể thưởng thức cái mặt mỏng này hay không đi vào trong quyền vũ cát ngồi một chút chứ hả trần thực hơi ngẩn ra đây không phải là có thể tiến vào trong quyền vũ cát rồi sao hắn nhẹ nhàng gật đầu nói <laughs> đã quấy rồi nghiêm vinh tươi cười ở phía trước dẫn đường cười nói <cười> người đâu thông báo quyền thế gia lập tức nói là tân hương Trần thực tới chơi đã tới quyền vũ cát Trần lâu đệ nhất định phải ở lại thưởng thức một chút và ý nghiêm gia ta quyền thế gia là tiểu thúc của ta tưởng nhớ các hạ cũng đã lâu hắn ý vị thâm trường liếc nhìn trần thực một cái trần thực chớp chớp mắt nghiêm tĩnh tư sẽ tới đây sao? Không gian bên trong quyền vũ cát khá là lớn, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, đình đài lầu trả, hành lang quanh co, tùy tiện tiến vào trong đó thậm chí sẽ lạc được Nghiêm thành ở phía trước dẫn đường, nghiêm vinh thị sống vai đi bên cạnh trần thực, phía sau là đám người nghiêm vốn, nghiêm sốc, hoàn toàn vây hắn ở chánh giữa. Mấy cái người này cách ta cũng không quá một trưởng Ta vào lúc này nếu mà động thủ giết người Có thể giết tất cả bọn họ toàn thân trở ra hay không đây Trần thực thầm nghĩ Rất, rất là khó khăn Hắn chỉ gặp qua kim đan của nghiêm phóng Đã là kim đan thất chuyển Nhưng mà nghiêm phóng hiển nhiên không phải là đệ tử mạnh nhất nghiêm gia huyện lôi Nghiêm gia tu luyện kim đan Bao gồm thất phản, bát biến, tủ hoàng Luyện kim đan thành đại dược thực lực vượt xa những cao thủ kim đan khác có khả năng đối địch. Hơn nữa công pháp của nghiêm phóng cực kỳ quý dị kỳ lạ. Lại có thể chia nhau hành động, thi triển pháp thuật, có thể mọc ra 12 cái đầu. Cái công pháp tạo môn bực này cần thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. <laughs> Mục đích chuyến đi này của ta cũng không phải là bọn họ. Thánh nguyên bản nhìn thấy quyền vũ cát phòng bị xâm nghiêm địa phương thì lại lớn không có biện pháp giảm điểm quan sát địa lý hơn nữa cao thủ đông đảo không có phần thắng cho nên đánh trống lui đường giờ phút này nghiêm vinh mời hắn vào tự nhiên là nhân cơ hội này để quan sát cảnh trí của quyền vũ cát giữa quyền vũ cát này được bao quanh bởi một cái ao thật là lớn giống như là một cái hồ nhỏ hắn chính là dưỡng long kỳ dưỡng long kỳ hướng ra phía bên ngoài phân chia bao gồm có bốn cái viện, phân biệt có công dụng khác nhau, chính là tiếp khách, thải khí, luyện đan cùng với nội phủ. Cái địa phương chủ yếu nhất chính là quyền vũ cát này, xây dựng trên hòn giả sơn bên cạnh dưỡng long trì. Hòn giả sơn cao lớn, quái thạch lẫm chẩm, tảng đá có nhiều nếp úng. giống như là vẫy rồng, còn có lỗ thủng to bằng cái chậu nước. Nghĩ tới cái con dao lông trong ao nuôi rồng kia sau khi lên bờ sẽ chui vào trong cái lỗ hổng quái thạch uống lượng bò sát chính là một lạc thú trong núi gió lạnh từng trận có thể tránh nóng chân thực để hắc qua ở lại dưới chân núi cùng mình thì đi theo nghiêm vinh leo lên núi chỉ thấy dưới chân bọn họ là thềm đá cẩm thạch mỗi khi tới chỗ rẽ lập tức có cột đá trên cột có sư tử đá dưa ngọt có kích thước giống như là trong ruộng của ngũ trúc lão thái thái, tạo hình giống nhau như đúc. Cái chủ đề này còn bày ra lẳng hoa, hương hoa bốn phía. Thì nữ váy ngắn đang chăm sóc hoa, cổ áo rủ xuống, lộ ra cái bờ vai trắng như là tuyết. Chuẩn thực đi theo bọn họ tới quyền vũ cát. Chỉ thấy cái tòa lầu cát này tổng cộng có ba tầng, xây ở hơn một mặt giả sơn gần mặt nước. Một bên kháng của giả sơn là cái bánh xe nước cao hai ba trượng bị nướng đẩy thúc giục xoay tròn như là đang chở mình đem nướng chỗ thấp dẫn tới chỗ cao vì vậy trên núi lập tức có thác nước dòng nước từ phía dưới lầu cát tuôn ra thác nước tuy rằng không lớn nhưng mà quanh co uống lượng như là dao lông leo lên vách núi <laughs> chờ tịch quân đệ cảnh sát quyền vũ cát của nghiêm gia ta thế nào hả nghiêm vinh cười nói Trần Thực khen Hừm. Lan Kiều, mạng đạo Dòng do bất tận Khiến cho người ta lưu liếng quên về Chỉ là hồ nước lớn như vậy Không có mũi hả Hắn vừa nói ra lời này Tất cả mọi người đều nở nụ cười Trần Thực rất là khó hiểu Nói Trong sân có hồ nước lớn như vậy Bình thường rất là dễ sinh ra mũi Ba ngày thì còn tốt Tới ban đêm chỉ sợ là chung quanh tới Cắn người hút máu á Nghiêm thanh cười Nói oh, 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 Tú nhi Cập phải mũi thì làm sao hả Bạch y nữ tử Ở một bên Chân thành đang chăm sóc hoa Thì đột nhiên sau đầu hiện lên thần thai thần kham Thúc giục pháp thuật Chợt thấy trên không trung Chân ký hóa thành từng cây châm nhỏ Hiu hiu phi hành Qua lại như điện Thì nữ tên Tú nhi kia Nhu nhu yếu ớt nhưng mà châm pháp lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Từng cây kim châm theo pháp quyết trong tay của thị nữ biến hóa mà bay múa không ngừng. Châm này mắt thường cơ hồ là không thể thấy được. Trần thực cảm ứng được bằng khí tức. Nhận thấy được châm dài bốn tấc to nhỏ như là lông tơ. Khoảng cách công kích ước chừng khoảng một trượng xa gần. Vượt qua khoảng cách này, chân khí sẽ tán loạn, châm cũng không thể thành hình trần thực bước về phía trước một bước dường như là muốn giơ tay chạm vào kim nhỏ trên không chung vừa vặn bước vào trong khoảng cách một trượng thì nữ kia vội vàng lui về phía sau nhưng vẫn lại chậm một bước một cây kim nhỏ lưu lại một lỗ kim nho nhỏ trong lòng bàn tay của trần thực trần thực giơ tay nhìn cái lỗ kim trong lòng bàn tay của mình có một giọt máu tươi chảy ra bạch y thì nữ vội vàng quỳ xuống dập đầu nói nô tỳ không cẩn thận làm thương khách nhân bây giờ đi lấy linh dược vết thương nhỏ thôi cũng không cần phiền tối trần thực lặng lẽ lau đi cái giọt máu trong lòng bàn tay hỏi cái bộ chăm pháp này là pháp thuật gì vậy nghiêm vinh, vinh phất tay bảo bạch y thị nữ lưu ra cười nói <cười> kim hồn thập tam châm pháp thuật trong hồi xuân quyết là một môn công pháp nghiêm gia ta cất giữ thì nữ ở quyền vũ cát để tu luyện cái môn công pháp này Chuyên phá các loại kim thân như là kim cương bất hoại nhưng mà làm gì có nhiều đối thủ có kim cương bất hoại như vậy chứ cho nên để cho các nữ hài tử tu luyện ngày thường đâm chết một ít mũi mà thôi nếu mà động thủ thì phải giết chết thì nữ trước tiên mới được trần thực thầm nghĩ những thì nữ tinh thông kim hồn thập tam châm này đối với hắn mà nói quá là nguy hiểm. Tuy rằng thì nữ này tu vi chỉ là thần thai cảnh, nhưng mà khắc chế hắn hết lần này tới lần khác. Kim đan cảnh cùng với thần thai cảnh, tuy rằng chỉ kém có một cái cảnh giới, nhưng mà thực lực lại cách xa, lập tức giống như là kim đan cảnh bình thường gặp phải nguyên anh vậy, là không thể vượt qua lạch trời. Nhưng mà cái môn công pháp của thì nữ này quá là đặc thù, khiến cho trần thực phải cảnh giác Càng làm cho hắn chỉ cảm thấy khó giải quyết chính là Hồi Xuân Quyết Kinh hồn tập tam châm Cái công pháp bực này Mà nghiêm gia lại truyền cho thị nữ Thì công pháp gia truyền của nghiêm gia nhất định Sẽ còn lợi hại hơn nữa Bọn họ đi vào huyền Vũ Cát Tầng thứ nhất là nơi tiếp khách Bày trà cũ lưu hương Cùng với bếp thân củi khéo léo Một bên còn có cầm nữ đang đánh đàn Y phục màu xanh nhạt Trang điểm nhạt Nhìn như rất là giống với tiểu thư Khuê Cát. Nhưng mà khi thấy mọi người thì cuốn quýt đứng dậy. Từ sâu đàn đi ra, bước từng bước nhỏ tiến lên vài bước. Tùy lại trên mặt đất. Trần Thực nói. Nghiêm Vinh ca, quy củ của quyền Vũ Cát lớn thật. Nghiêm Vinh cười, nói. Không phải là quy củ quyền Vũ Cát lớn, mà chính là quy củ của Nghiêm Gia ta. Sẽ thật so với các thế gia khác thì nghiêm khắc hơn một chút chị gia như là triều quốc ở nhà là có thứ tự lớn nhỏ tôn ti khác nhau ở nước thì là quân quân thần thần phụ phụ tử tử chân quân đệ mời qua bên này trần thực đi theo bọn họ tới lầu 2 quyền vũ cát lầu hai là nơi huyện lệnh nghiêm tỉnh tư gia yến chỉ làm hai nơi dùng bữa trong ngoài bên ngoài là cái nơi mà con cháu nghiêm gia có địa vị không cao dùng bữa bên trong là nơi có đám người nghiêm vinh cùng với quyền lệnh nghiêm tính tư dùng bữa về phần nữ quyến thì không có duyên đi lên quyền vũ cát dùng bữa nghiêm gia đích xác rất là nhiều quy củ trần thực đi theo mọi người tới một bên trà thất trên trà thất có treo một cái biểu ngữ viết bốn chữ nhân hữu sở thao bút lực mạnh mẽ hữu lực lực thấu lưng giấy là thân thể gầy gò. <laughs> Đây chính là bút tích của tiểu thúc. Tiểu thúc viết chữ rất là tốt. Nghiêm Vinh cười, nói. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nhiêm hữu, sở thao. Người phải có đạo đức, có tính kỷ luật, có xương sống. Có điều nên làm và điều không nên làm. Nghiêm Vinh cười như là không cười, nói. <cười> Trần Quỳnh đệ, chỉ như lại có cảm ngộ hả? nếu mà ngươi thích, ta thỉnh tiêu thúc viết cho ngươi một bộ. mời ngồi, chúng ta dùng trà trước. tiêu thúc bạn trộn công vụ, chúng ta chờ một lát. không vậy, trần thực ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng. Vòng trà lầu hai không lớn, nhiều người ngồi uống trà như vậy, có hơi chật chội. thật là một cái cơ hội tốt á. À. trong lòng hắn có một chút nôn nóng trà thất này càng thích hợp động thủ. Đang tiện, hắn không biết sâu cạn của đám người nghiêm vinh, nghiêm thanh. Hắn tự ở bên cửa sổ, vừa vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong dưỡng lông trì phía dưới. <laughs> Nếu mà trong A có giao lông, mà ở chỗ này uống trà, nhất định rất là thích ý ha. Trần thật cười, nói. Cái đám người nghiêm thanh nghiêm phóng đều nhướng mày Không nhìn được lửa giận trong lòng sông lên Chỉ có sắc mặt của nghiêm vinh là như thường Cũng không đem những cái lời này trở thành cái lời khiêu khích Trần Thực nhìn chung quanh nghi hoặc nói Nghe nói trong dưỡng long trì của quyền vũ cát Có nuôi con rồng Ờ cái con rồng kia đâu rồi Kêu nó lên đây cùng uống trà với chúng ta Không lẽ nó không ở nhà hả Hắn mỉm cười Nói Không lẽ đã đi tìm Lý Thiên Tú uống trà rồi hả Đủ rồi Nghiêm thành nổi giận ở trong lòng vỗ bàn đứng lên đem cái chùi chạm lòng kiếm kia tấm ở trên bàn trà nghiến răng nghiến lợi nói cần thứ nghiêm gia ta cho người mặt mũi người lại dám dùng cái lỗi kiếm này ám toán thượng thiện túc của ta hôm nay không phải là rượu kính mà chính là rượu phạt người không có cái công đạo thì đừng mơ tưởng sống sót đi ra khỏi quyền vũ cát nghiêm vinh đè bả vai của hắn lại sắc mặt trầm xuống quát Nghiêm Thanh, ngồi xuống cho ta Nghiêm Thanh cố nén tức giận Nặng nề ngồi xuống Mắt trợn tròn nhìn trần thực Không thèm chớp một cái Nghiêm Vinh mỉm cười Nói <cười> Trần Quỳnh Đệ Rèn kiếm này giết vào lòng nghiêm gia ta nuôi dưỡng Không lẽ không có ý định Cho nghiêm gia chúng ta một cái công đạo sao Trần thực nhìn kiếm đồng trước mắt Đột nhiên đưa tay rút kiếm đồng lên Trong trà thất tất cả mọi người Trong lòng cả kinh không nói một lời nào mà thần kham sau đầu cũng nhau nhau sáng lên thần thai hiện ra điều tự há miệng phun ra kim đan trong lúc nhất thời trong trà thất các loại ánh sáng hội tụ đen vàng tím xanh còn có một cái kim đan màu đất son chính là của nghiêm vinh sở hữu các loại kim đan tản ra áp lực vô cùng mạnh mẽ làm cho trà thất kẻo kẹp rung động với tượng bốn phía trà thất có chanh treo góc tối của rèm cửa sổ có các loại phù lục ẩn giống cũng phát ra ánh sáng đều tự bị kích phát cùng lúc đó trần tử cảm hứng được cầm nữ đang đánh đàn dưới lầu lặng lẽ xoay người đứng lên nhẹ nhàng hạ xuống đất vừa vận đi tới chỗ của mình thúc giục thần thai thần kham tụ tập một đạo kiếm khí chỉ cần hắn dám vung kiếm đã thương người kiếm khí của cầm nữ sẽ lập tức từ dưới bay lên chém hắn từ dưới lên trên thành hai nửa. Còn có mấy thị nữ từ bên ngoài xông vào, cũng tự chuẩn bị tốn pháp thuật, ngửa đầu nhìn lên trên, bước chân vô tình vô tức di động, tùy thời chuẩn bị công kích trần thực từ dưới lên trên. Ở cầu thang còn có một nữ tử tu thành kim đan, một chân dẫm lên cầu thang thứ ba, chân kia nâng lên, ngấn đầu nhìn lên, gân thịt đã căng thẳng, chuẩn bị chạy lên. Mà ở tầng thứ ba này, hắn còn nhận thấy được một ký tức của mấy cao thủ nghiêm gia khác, có người thì nắm lấy sông cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống còn có người thì tế kim đan chuẩn bị đánh xuyên qua sàn nhà đánh thẳng vào trong đỉnh đầu của hắn còn có hai người đi tới chỗ cầu thang chuẩn bị từ chỗ cầu thang này chạy bộ lên trần Thực mặc dù không có nhìn thấy tình hình dưới lầu trên lầu nhưng hắn từ sau khi luyện thành thánh thay thể thì cảm ứng đối với ngoại giới lập tức càng ngày càng mạnh đem phản ứng của những người này toàn bộ thu vào trong lòng Hắn nhẹ nhàng búng nhẹ cây kiếm Cười, nói <cười> Thanh kiếm này Là tai nghe nói sông Đức Giang có đủ lục Không biết người bị chết đuối Cho nên đã tốn một nửa lượng bạc Chế tạo thành cái thanh chảm long kiếm Ta bán cho kiều long trắng Bán được 10 lượng bạc Thanh kiếm này để giết chết thượng tiện thúc của các ngươi hả Sắc mặt của mọi người trong trà thất đều khó coi Trần Thực buông kiếm đồng xuống Nói Các ngươi đang nuôi rộng trong lòng chị có đúng không? Nghiêm Thành rốt cuộc đã nhịn không được nữa mà cả giận nói. hỗ trận cứ, ngươi đừng có không biết xấu hổ, nếu không phải vì gia gia chết thì của ngươi. Sắc mặt Trần Thực đại biến, giơ tay bắt lấy da đầu của hắn, bùm một tiếng đập vào dưới bàn trà trước mặt. Nghiêm Thành cũng là cao thủ, thủa nhỏ thảo dược luyện gân cốt, luyện được đồng gân thiết cốt, sau khi tu thành kim đan lại là thất phản bát biến cửu hoạt đem cái thân thể luyện đến kiên cố vô cùng lực lớn vô cùng nhưng mà trần thực đưa tay chụp tới hắn dĩ nhiên là không kịp tránh né trần thực chế trụ cái đầu của hắn đè xuống hắn chỉ cảm thấy một thân khí lực không cách nào ngăn cản được một thân khí lực của mình ở trước mặt của trần thực giống như là một con gà con bị hắn bắt chặt không thể động đậy đầu của hắn đã đem bàn trà đụng tới chi năm sẽ bảy đầu đạp trên sàn nhà vừa sợ vừa giận một nắm đấm khá của trần thực đạp vào sườn mặt của hắn rầm lên một tiếng quyền vũ cá kịch liệt chấn động một chút xong cửa sổ cùng với môn hộ trên dưới đều ồn ào rung động trong trà thất mọi người sắc mặt kịch biến lập tức muốn tiến lên tương trợ nghiêm vinh mạnh mẽ giang hai tay ra chắn ở trước người của mọi người lạnh lùng nói không ai được động thủ. Một đám cao thủ nghiêm gia ở trên lầu, một đám thị nữ dưới lầu, cùng với hai cao thủ trên cầu thang, đều tự chuẩn bị động thủ, nghe vậy liền nhau nhau dừng lại, tiếp tục bất động. Bịch một tiếng, lầu hai lại truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Trần thực sách cái nắm đấm lên, quyền thứ hai đập vào trong cầm của nghiêm thanh, so với quyền thứ nhất còn ác hơn. Hừ, có thể nói ta nhưng mà nói tới gia gia ta con mẹ nó chứ Ngươi tìm đường chết rồi Trần Thực vừa đánh vừa mắng Thinh thịch, thinh thịch Một quyền rồi lại một quyền đập xuống Nửa cái khuôn mặt bên trái của Nghiêm Thanh bị đánh giống như là cái đầu heo Lập tức bị Trần Thực sách lên Đổi sang một bên mặt ấn trên mặt đất Tiếp tục đánh Hắn vừa sợ vừa giận Ngay từ đầu còn có lực lượng phản kháng Ý đồ tế Kim Đan đã thương người Nhưng mà lại bị bàn tay của Trần Thực đè quyệt ngọc chấm sau đầu lại ngăn chặn xương ngọc chẩm của hắn ý niệm không buông ra được kim đan hoàn toàn vô dụng đợi cho đến khi mười mấy quyền đấm xuống nghiêm thanh đã bị đánh tới đần độn trong đầu trống rỗng cần thực dường như là đánh mệt mỏi rồi để buông nghiêm thanh ra đứng thẳng lưng lên cầm cái ám chạ bên cạnh hung hăng đập xuống Thinh thịch thình thịch đập đến cái ám trà bằng đồng cũng bẹp dí lại nhảy dựng lên hung hăng giẫm đạp mấy cước trên người của nghiêm thanh rồi nhổ một ngụm đờm Hung tợn nói Lần sau mà còn nói tới gia gia của ta nữa Ta sẽ đánh chết ngươi Trong trà thất Sắc mặt của mọi người lúc xanh lúc đỏ Nhưng mà đều không có nhúc nhích Trần tược vương hai tay Sửa sang lại mái tóc tán loạn ấy nấy nói hey, Các vị huynh trưởng nghiêm gia Là tiểu đệ tắc thố rồi Thứ lỗi, thứ lỗi Trong lòng hắn có một chút hài lòng Hôm nay cuối cùng cũng đã thử thăm dò tu vi của tất cả người trong tòa lầu này Nghiêm Vinh đang muốn nói chuyện Thì đột nhiên chỉ nghe một thanh âm thì nữ chuyện tới Lão gia sắp tới rồi Một đám thị nữ nha hoàng nối đuôi nhau đi vào Nhau nhau lên lầu Bưng tới các loại món ngon chân tu Đặt ở trong chủ sảnh gần mặt nước Đợi cho đến khi đồ ăn đã đầy đủ Lại có nha hoàng bưng nước nóng Khăn mặt tới Mỗi người một chậu bạc một cái khăn mặt hoàn toàn mới. Mọi người rửa tay xong, chỉ nghe chuyện đến cái tiếng bước chân lên lầu, bước chân chậm ổn. Trần Thực nghe rõ ràng được tiếng bước chân, nhưng mà không cảm ứng được bất luận là kẻ nào đang lên lầu, trong lòng cả kinh. Cái người lên lầu này dường như dường như là một đoàn không khí hoàn toàn không có ở trong cảm ứng của hắn. Từ chi của nghiêm tĩnh tư thật sự là quá cao. Nghiêm Vinh cười, nói <cười> Trần quýnh Đệ, mời Trần Thực lấy lại bình tĩnh Đi ra khỏi trà thất cùng với bọn họ Nghiêm Vinh khoát tay với thị nữ bên cạnh Ý bảo các nạn đem Nghiêm Thanh hung mê mang đi Thu dọn trà thất Trần Thực cùng với mọi người đi tới sảnh chính Lập tức Thấy một cái vị đại nhân Đang ngồi ở một bên giường La Hán Khoảng 3-40 tuổi Cái bộ dáng gầy gò Râu ria rậm rạp mắt thì tầm nằm, búi tóc đạo sĩ, trên người cũng là một bộ đạo bào. Cũng không giống như là huyện lệnh, ngược lại lại giống như là một người học đạo. Hắn rõ ràng ngồi ở nơi đó, nhưng mà trần thực vẫn không có cảm ứng được hắn. Nghiêm phóng tiến lên bên cạnh cái vị đại nhân này, nhỏ giọng, nói Tiểu thúc, thượng thiện thúc hắn Không sao Đạo sĩ kia chính là nghiêm tĩnh tư quyền lệnh lôi huyện giơ tay nói thượng thiện Sát sinh quá nhiều muốn quá lòng nhất định có kiếp số này ta đã dùng tử di thuật tính toán qua nó khó thoát khỏi kiếp này đơn giản lại trời xanh mượn tay của trần tiểu quỳnh đệ để nó ứng kiếp mà thôi tiểu quỳnh đệ mời ngồi vào bàn đại nhân mời mọi người đều tự ngồi vào bàn bên cạnh đều có một nha hoàng hầu hạ Trần Thực thì được an bài bên cạnh nghiêm tĩnh tư Vừa mới bắt được cái đũa Thì lúc này mới nhớ tới kính rượu Nên vội vàng kẹp đũa với lòng bàn tay Đứng dậy kính rượu Nói Giáng sinh là Trần thật Kính đại nhân một ly Nghiêm tĩnh tư nâng chén Uống một hơi càng sạch Trần Thực chỉ cảm thấy nha hoàng sâu lưng mình Làm cho hắn có loại cảm giác như là bóng lưng Cũng ngẩng đầu lên Uống một hơi càng sạch Cái bữa tiệc lần này khách chủ tận hoan Mọi người nhiều lần mời rượu Không đề cập đến cái chuyện thượng thiện bị giết Trần thực thì uống đến say mềm Lão đảo xuống lầu Đi tới dưới chân núi Xích một chút nữa đã té ngã Hát oa từ vội vàng đuổi theo Trần thực nghiêng đông nghiêng tay Khoát tay với mọi người nghiêm gia Nói Ta ta có thể đi Anh à, Không cần đỡ ta à, Chở về ta nói với già già ta Nghiêm gia đều là người tốt à dạ thà nhất định hảo hảo ư, ư, chị, Chịu cố các người trở à, về đi trở à, về đi mọi người đưa hắn ra khỏi huyền vũ cát trần thực lão đảo đi trên đường bất kỳ bất giác đi tới quán trà chỉ cảm thấy môi khô miệng khô vì vậy lên lầu uống trà cái người hầu trà vội vàng chăm trà chiếu cố trong lòng nghi hoặc hắn cường nhiên là còn sống đi ra không lẽ không phải là đi trả thù sao Truyền thực lấy ra một tờ ngân phiếu châm lượng Nhét vào trong ấm trà Nhỏ giọng nói Chủ quán Giúp ta mua mười mấy con heo Chó bò dê ừ, Nhưng mà phải nhưng mà phải mang thai Chờ sinh đẻ mới được nha Đã kết thúc tập 54 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu mà thấy hay Hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 55 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư nhé.